Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc thi Cool Run Hậu Giang chưa? Yeah! Xin các bạn, thì ngày hôm nay Ngọc Dậu có mặt tại Cool Run Trong ở Hậu Giang. Ngọc Dậu rất là bất ngờ và các bạn không bất ngờ luôn, bởi vì là các bạn rất tràn đầy năng lượng. Đều chuẩn bị có một cái tinh thần rất là sắt thép và ai cũng đã đều sẵn sàng hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi xuất phát thôi. Nói về chạy bộ và vận động thể thao, Ngọc Dậu làm nhiều lắm nha, đặc biệt là những môn vận động thể thao mà Ngọc Dậu rất là thích. Cảm nhận của Công về buổi chạy marathon ngày hôm nay thì thực sự mọi người rất là náo nhiệt, rất là năng động. Và khi mà bước vào thì Công cảm thấy là mình muốn hòa nhập vào không khí của buổi chạy marathon ngày hôm nay. Cảm thấy là các bạn vận động viên nhí marathon ngày hôm nay thì các bạn thực sự rất là tự tin, rất là bình tĩnh và ai cũng muốn giành chiến thắng. Em chạy marathon như thế này luôn. Cái chạy gần nhất của em là chắc là chạy hồi cấp 3 thi môn thể dục trong trường, chứ em chưa bao giờ chạy luôn. Đặc biệt là lần đầu mà em thử sức với cái chạy marathon như thế này, và đặc biệt hơn là khi mà em chạy chung với các em nhỏ. Mấy em chạy còn hơn em nữa. Hậu Giang này rất là khỏe luôn và rất là hào hứng, các bạn chạy rất là nhanh luôn nha. Mà khi mà chạy xong rồi các em sẽ thấy rất là khỏe người, nên là hãy cố gắng tập luyện thể thao mỗi ngày nha. Giờ tụi em cảm thấy rất là vui vì đã về bếp. Hồi nãy em có lươn lẹo một đoạn, em chạy xe đạp, em cướp xe đạp của chú Huy Phi. Sau một cái đường chạy rất là dài thì em thấy là mấy bạn nhỏ rất là cố gắng luôn. Có những bạn là té bò ra luôn, vẫn cố gắng hoặc gì chạy tiếp. Thấy vậy thôi chứ rất là mệt nha mọi người. Chạy một đoạn cũng khá là xa, vượt qua rất là nhiều chướng ngại vật. Cảm nhận của Công khi về đích thì thực sự một từ thôi, rất là sướng khi mà nhận được một cái huy chương. Ủa đâu rồi? À, mình cất rồi, mình đã cất rồi. Đây, mọi người nhìn thấy này. Cùng Cool vận động mỗi ngày. Mọi người niềm vui vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh xanh đẹp.
đánh cầu lông, tập thể dục. 1, 2, 3, 4 chơi thể thao, chơi đá cầu, hít thở đều. 2, 2, 3, 4 mơ là một chiến binh bảo vệ thế giới. Dạ, cảm giác mà nhận rồi cái à, còn quà nó rất là vui luôn. Cùng quên vận động mỗi ngày, yeah. Tay lên nào. Âm muôn hội những em nhỏ ở đây, sau khi mình chạy xong thì mình có mệt không ạ? À? Năm rồi em loại gì? Em học loại gì á? Xuất sắc. Trời ơi, giỏi dữ vậy. Đứng ở đó luôn, đứng ở đó luôn đi em. Ngại thôi, đứng ở đó đi. Lên này run mất con. Không quên vận động mỗi ngày. Yeah. Đây là những thành viên cực kỳ xuất sắc của đường đua sáng ngày hôm nay. We'll be right back.